bác trai bác gái cháu đến đón vân kỳ đẹp quá anh đến rồi à hôm nay em đẹp quá cảm ơn anh hai người thật sự không đến buổi hòa nhạc với bọn con sao bọn mẹ không đến đó góp vui nữa con đi với kiều tổng đi vậy bọn con đi trước nhé bác trai bác gái bọn con đi trước đây ạ à? a kiều thiếu đang làm gì thế bạn trai tạm thời không nhịn được nữa rồi anh có thể xin được đánh giá trước không để em suy nghĩ ưm uhm. xin lỗi kỹ thuật hôn tiến bộ rồi ha tạm thời không thể cho anh một con số chính xác được nhưng mà nhưng mà sao cơ anh chọc vào em rồi tự mặt nhỏ chào bạn ở trước mắt người đẹp cho dù là anh cũng không thể nhịn được thật sự không cần sao em còn hỏi lần nữa thì chúng ta hôm nay không đến nỗi buổi hòa nhạc đâu em sẽ không cho anh cơ hội đâu viện biểu diễn nghệ thuật quốc gia quả thực là một buổi hòa nhạc đẳng cấp thế giới hôm nay có rất nhiều người nổi tiếng và ceo đến đây phải đó hôm nay có nhiều tin để viết về rồi chiếc xe này là của ai vậy các người có tin tức gì không tôi không nhìn nhầm chứ đó là kiều thiếu sao cẩn thận dưới chân không phải nói là trước giờ Kiều thiếu không lại gần phụ nữ sao? Hình như là con gái duy nhất của lãnh gia. Trong bữa tiệc sinh nhật lần trước của cô ấy, Kiều thiếu còn nhảy điệu mở đầu với cô ấy kìa. Là Lãnh Vân Kỳ người kế thừa tập đoàn Trương thị rồi bắt đầu những cuộc cải cách mạnh mẽ sao? Có vẻ tối nay sẽ náo nhiệt đây. Vân Kỳ. Vân Vân. Vân Kỳ lại gặp nhau rồi.